một cái bản vẽ cọc khoan nhồi thì nó rất là dài, thường thì nó dài từ 30 mét lên các bạn. Nếu mà nhà phố thì cọc khoan nhồi dữ lắm là mười mấy mét thôi, mười mấy mét đổ lại thôi, thường mỗi 7-12 mét đổ lại thôi. Còn đối với nhà cao tầng thì nó khoảng từ 30 mét trở lên cho tới 60 mét cũng có. Thì đây là một cái bản vẽ cọc khoan nhồi đường kính 1m2 và chiều dài 50 mét. Theo cái bản vẽ thiết kế thì nó có dài các bạn. Này, à, từ đây nè. Từ đây tới hết luôn á là nó sẽ là 50 mét. Vậy bây giờ ở công trường á, người ta có bao nhiêu cách để làm cái lồng thép này? Có nghĩa là khi mà chúng ta hạ lồng thép này vô cái cọc khoan á, đây là cái hố khoan đó mà, thì người ta sẽ hạ lồng thép vô đó. Thì chúng ta có hai cách hạ lồng thép. Cách thứ nhất á, là hạ từng đoạn. Cái này thì nó có dài 50 mét thì người ta chia ra mỗi đoạn làm 10 lồng các bạn, à 5 lồng này. 5 lồng tức là 5 đoạn với nhau á. Đây đoạn 1 nè, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5. 5 cái đoạn này mà nó nối thép lại với nhau thì chúng ta sẽ được cái cọc khoan nhồi 50 mét. Rồi. Thì ở đây chúng ta có hai cách các bạn. Cách thứ nhất á, là mình bô từng cái đoạn này, đúng không? Xong rồi mình hạ từng đoạn vô cái hố khoan như clip này, không thấy không, người ta hạ từng đoạn vô nè. Đó, cái này là xe cẩu đang cẩu vô. Cái này là đoạn thứ nhất có trước nè, cái đoạn này thứ hai nè, nó chuẩn bị hạ vô đây để nó cẩu đoạn này vô đây thì nó sẽ bô cái thép. Rồi, đây là nó đang cẩu vô. Đó. Rồi, cẩu vô xong rồi đúng không? Thì đây là hạ từng đoạn vào hố khoan. Có cách thứ hai nữa các bạn. Cách thứ hai là cũng cái 50 mét đó nhưng mà hút một lần luôn. Có nghĩa là làm một lần duy nhất luôn. Không có hạ nhiều đoạn, hạ một lần thôi. Đây nó dài khoảng nào, thấy không, đây là cái lồng cốt thép à. Nó dài cái này trong clip này thì người quay nói là nó dài 33 mét, là người ta làm nguyên một đoạn đúng dài 33 mét, một đoạn duy nhất rồi hạ vô cái hố khoan luôn chứ không có làm nhiều đoạn. Đây thấy không, hay từ đây là xuống đây 33 mét à. Đấy. Như vậy mà cái cẩu mà để cẩu cái lồng này chắc chắn là nó phải cao hơn 33 mét nó mới cẩu được, đúng không ạ? Thì thường người ta sẽ làm hai đoạn các bạn, hai cái cẩu. Còn cái cách mà làm như thế nào á thì các bạn lên YouTube các bạn đánh vô cái clip này nè, nâng lồng thép cọc đường kính 5 150 nè của rồi các bạn sẽ xem là người ta sẽ làm được nha. Mình chỉ nói là nó có hai cách thôi nha. Ok, cách thứ nhất là làm nguyên đoạn duy nhất luôn rồi hạ vô một phát một. Cách thứ hai là hạ từng đốt một.